Vâng, Tuấn Cương rất vui lại được quay trở lại uh, review báo giá xe và giới thiệu tất cả các cái sản phẩm mới về trong cái buổi chiều uh, chủ nhật ngày hôm nay. Thì uh, trước khi uh, vào tiếp tục cái live hôm nay thì uh, Tuấn Cương uh, cũng không quên gửi lời chào chúc toàn thể cô chú, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp của Tuấn Cương có một buổi chiều tối chủ nhật vui vẻ, tươi trẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đặc biệt đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh youtube Xe Máy Tuấn Cương để ủng hộ Tuấn Cương Và thưa cô chú anh chị thì hiện tại Tuấn Cương đang uh, like trực tiếp trên 4 kênh Zalo, Facebook, Fanpage Xe Máy Giá Rẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Và đặc biệt trên cái kênh youtube Xe Máy Tuấn Cương Và trong cái kênh này thì Tuấn Cương đã review rất nhiều xe, báo giá rất nhiều xe Anh chị có thể vào xem lại Và trong chương trình hôm nay Tuấn Cương sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị em một spring ABS trắng đen sport mới về trong buổi chiều hôm nay Ngoài việc báo giá rồi là giới thiệu thì Tuấn Cương chia sẻ một vài kinh nghiệm để anh chị em tham khảo lựa chọn Trước khi đi mua xe cũ đã qua sử dụng như mới tại Tuấn Cương Rồi trước mắt cô chú anh chị em là một chiếc Spring Vespa Spring bản ABS động cơ IZ đấy và là cái bản mới bây giờ và con này Tuấn Cường báo giá bán cho anh chị em giá cực kỳ hấp dẫn 56 triệu 500 bao công chứng giấy tờ cho anh chị em trên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn anh chị em đó và đặc biệt chiếc xe này Tuấn Cương bán cái giá này bao cho anh chị em luôn bởi vì chiếc xe này mang biển số 59 H1 66558 biển số cặp luôn anh chị em nhé. Anh chị em nào thích biển số cặp này thì để lại comment, để lại thông tin số điện thoại, Tuấn Cường sẽ tư vấn cụ thể hơn và có thể đến địa chỉ 148 150 154 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận thì sẽ có cộng tác viên của Tuấn Cường tư vấn, chạy thử xe, test xe. Và đây như anh chị em đã thấy phiên bản sở hữu động cơ IZ siêu tiết kiệm xăng luôn anh chị em siêu tiết kiệm xăng luôn và một cái body trắng đen bò rất là mốt và đồng thời hot hiện nay của các cái dòng Piaggio nói chung và chiếc Vespa Spring nói riêng này và chiếc xe này là Tuấn Cương mới về mới rửa lột keo và lên sóng luôn cho anh chị em cũng báo giá luôn cho anh chị em để anh chị em có thể lựa chọn trước khi mua xe mới hoặc mua xe cũ đã qua sử dụng như mới thì hãy ghé ủng hộ Tuấn Cương và thêm nữa là nhớ đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký cái kênh YouTube xe máy Tuấn Cương để ủng hộ Tuấn Cương và phiên bản này thì cũng như các cái phiên bản đời mới 20 21 thì cũng đầy đủ các cái chức năng và chiếc xe này đã đi được là 6.115 km rồi đó và mình sẽ cho anh chị em biết được một cái độ mới nước của nó ngoài cái công tơ mét này ra đó là những cái mà chi tiết về cái độ mới chẳng hạn như từ các cái phần sơn rồi là phần dàn áo ốc tán ra thì như chiếc xe này cũng à, sở hữu các cái à, tính năng như cổng sạc usb như những cái đời mới nhất bây giờ thôi đó đây là một cái à, cổng sạc usb của những cái phiên bản bắt đầu có abs và động cơ iz đấy và các cái độ mới thì mình còn xem qua các cái phần như công tác nó mờ hay nó mòn Rồi các cái cùm tay nắm tay thắng nó còn đều không bị chày xước bong chóc Thì đó cũng là một cái để mình chọn lựa những chiếc xe mà nó còn zin Ngoài cái dàn áo nó đẹp nó mới thì còn các cái đồ phụ kiện theo xe nó phải đầy đủ Dĩ nhiên như chiếc xe Tuấn Cương mua đây là đầy đủ kiến này hai chìa khóa này tất cả các cái phụ kiện theo xe như trong hãng luôn Đấy, và đặc biệt chiếc xe này mang biển số rất là đẹp 66558 biển số cặp luôn nha anh chị em thì đó tuấn cương cũng đã báo giá và đã uh, chia sẻ cái kinh nghiệm cho anh chị em đó, thì anh chị em nhớ đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ tuấn cương đặc biệt anh chị em để lại comment thông tin số điện thoại thì uh, tuấn cương sẽ trực tiếp gọi điện hoặc comment lại trả lời cô chú anh chị em sau cái live stream mà mỗi lần Tuấn Cương live stream là anh chị em thân mến Tuấn Cương live trên bốn làn sóng của Tuấn Cương luôn một là Zalo một cái Facebook cá nhân Tuấn Cương và trên kênh uh, có một fanpage xe máy giá rẻ thành phố Hồ Chí Minh và biểu tượng của Tuấn Cương không có gì ngoài Vespa đó biểu tượng của Tuấn Cương là cái uh, logo của Tuấn Cương là logo Vespa xe máy giá rẻ thành phố Hồ Chí Minh là logo Vespa rồi trang Facebook cá nhân cũng là Vespa 3, đặc biệt trên kênh YouTube xe máy Tuấn Cương cũng biểu tượng Vespa luôn. Thì bên mình là chuyên về các cái dòng Vespa 3 từ đời phổ thông cho đến các cái dòng xe cao cấp hiện nay. Thì anh chị em nào có có nhu cầu thì cứ liên lạc với Tuấn Cương, số điện thoại trên màn hình và các cái địa chỉ trên màn hình của Tuấn Cương. Và đặc biệt anh chị em đến với Tuấn Cương sẽ nhận được tất cả các cái ưu đãi như uh, chạy thử xe bao đổi trả nếu như xe lỗi Đó. và có dịch vụ hỗ trợ anh chị em sang tên đổi chủ hoặc các anh chị em ở tỉnh thì có thể hỗ trợ các anh chị em rút hồ sơ và có thể vận chuyển test uh, ship xe tới uh, nhà cho anh chị em ấy và bên Tuấn Cương uh, cũng hỗ trợ góp qua thẻ tín dụng thì anh chị em nào mà có thẻ tín dụng còn hắn mức tiêu xài bất cứ ngân hàng nào thì đến với Tuấn Cương sẽ hỗ trợ góp qua thẻ trong vòng các cái gói như 3 tháng 6 tháng cho tới 24 tháng luôn anh chị em và đặc biệt Tuấn Cương chỉ góp một hình thức đó là qua thẻ tín dụng không góp bất cứ tình hình thức tài chính nào luôn anh chị em nhé Tuấn Cương góp mỗi qua thẻ tín dụng của các ngân hàng nhà nước chính vì thế để bảo đảm cái quyền lợi cũng như cái uy tín của thương hiệu Tuấn Cương. Tuấn Cương chỉ chơi với một duy nhất là hình thức cả thẻ tín dụng các ngân hàng nhà nước. Đó, không chơi với các cái ngân hàng tài chính luôn anh chị em. Đó thì Tuấn Cương cam kết sản phẩm dịch vụ bên Tuấn Cương sẽ đáp ứng được với số lượng cả hai dòng Piaggio cũng như Honda lên tới hàng trăm chiếc xe thì Tuấn Cương sẽ cố gắng phục vụ cô chú anh chị em tận tình chu đáo và hết mình luôn anh chị em thì đó đó là những cái mà Tuấn Cương chia sẻ ngoài cái vấn đề giới thiệu báo giá và bán sản phẩm cho anh chị em thì Tuấn Cương còn có các cái dịch vụ như vậy để có anh chị em có một cái lợi trong đó cũng như lợi cả đôi bên đó là những gì mà Tuấn Cương muốn chia sẻ cô chú anh chị em trong cái uh, live buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay rồi và tuấn cương xin uh, kết thúc cái buổi báo giá tại đây Đấy, và bây giờ tuấn cương cũng chúc cô chú anh chị em bạn bè đồng nghiệp của tuấn cương có một ngày buổi chiều cuối tuần vui vẻ tươi trẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân và đừng quên ủng hộ tuấn cương rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú, anh chị em, bạn bè của Tuấn Cương. Một cái video kế tiếp sau đây cũng lại là vét 3 và cũng lại là bản cao cấp nữa. Tuấn Cương sẽ lên luôn và ngay bây giờ cho anh chị em.